Tập 18. Thành lập Infinity, từ trước tới nay luôn là tâm nguyện của chị em. Nếu như chị ấy vẫn chưa ra đi, thì giờ người đứng ở đây không phải là em, mà là chị ấy. Cho nên em vẫn luôn cố gắng để trở thành chị ấy. Nhưng thực ra tất cả những điều này chỉ khiến em trở thành một bản sao đầy lỗi của chị ấy. Em mãi mãi không thể trở thành chị ấy. Lộc Nguyệt là một người hoàn toàn khác với em. Đây là con gái lớn của Lộc gia chúng tôi, Lộc Nguyệt. Giờ nó học hành đến nơi đến chốn. Hôm nay ở đây tôi xin long trọng giới thiệu con bé với mọi người. Chỉ có một mục đích, tôi sắp nghỉ hưu rồi. Chị ấy dịu dàng, hiền lành, săn sóc, hoàn toàn phù hợp với tất cả kỳ vọng của ba em vào chị ấy. Cũng chỉ đến vậy thôi mà. Chị của em dễ còn đẹp hơn nhiều. Em không cảm thấy chị cũng giống như bức tranh sao? Không giống. Em thấy chị xinh hơn, đẹp hơn người trong tranh nhiều. Đó em vẫn chưa hiểu hết chị ấy đang nói gì. Mãi cho đến một ngày, nếu con muốn bỏ nhà đi cùng thằng đó thì con có thể đi chết luôn bây giờ đi. Mãi cho đến một ngày chị ấy chọn rời đi, rời xa gia đình em, chọn từ bỏ việc làm một bức tranh tên là Đại Tiểu Thư Lộc Gia. Chị à, chị có thể về mừng sinh nhật với em không? Xin chị đó. Chị sẽ về, gặp ở công viên, chúng ta hãy tới nhé. Cẩn thận một chút. Chị để đây đi đã. Đợi lâu rồi đúng không? Sao bây giờ chị mới tới? Sinh nhật vui vẻ nhé. Sao vậy? Chị à, em đợi chị lâu lắm rồi. Vẫn chưa quá 12 giờ đâu. Chúng ta mang bánh kem về nhà. Chúng ta về nhà cùng ước nguyện, cùng thổi nến được không? Lần này chị đến vội, không kịp chuẩn bị quà. Không cần quà cáp gì. Em chỉ muốn chị về nhà với em mà thôi. Chị không định thực sự bỏ đi đấy chứ? Chị không thể bỏ em ở nhà một mình được. Chị thích người đó đến vậy sao? Vậy được rồi, em cho chị nghỉ, nghỉ một tuần. Chị đi chơi với anh ấy một tuần vẫn không được sao? Một tháng là được chứ gì. Sau một tháng, Lộc Phương Đinh, có những chuyện đợi sau này lớn lên thì em sẽ hiểu. Năm nào chị cũng mừng sinh nhật với em. Lần này chị đi rồi, không biết bao giờ mới trở về được. Chị nói vậy nghĩa là sao? Vậy chị định đi bao lâu chứ?
Cho nên là hôm nay chị sẽ mừng sinh nhật với em thật vui nhé. Có được không? Không được. Đừng như vậy mà. Được rồi, đừng giận dỗi nữa. Không. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fang Ying. Happy birthday to you. Chúc Tiểu Phương Đinh nhà mình sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. 18 tuổi rồi, em thành niên rồi đó. Vậy chị mong là cuộc đời của em sẽ giống như hộp kẹo này, mãi mãi ngọt ngào. Lại còn ăn nữa chứ. Chúc mừng Tiểu Phương Đinh nhà mình 22 tuổi tốt nghiệp đại học. Vậy chắc là em có người bạn trai đầu tiên rồi nhỉ? Em phải trân trọng mối tình đầu của mình đấy. Em còn lâu mới có bạn trai này nọ. Chúc mừng sinh nhật 26 tuổi của Tiểu Phương Ninh nhà mình. Lúc này chắc em đã đón chào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp đầu tiên trong đời mình rồi chứ. Chị mong là em sẽ xây dựng được một thiên hạ của mình. Em giỏi như vậy, năm 25 là em đón chào đỉnh cao sự nghiệp rồi. Không cần đợi tới 26. Giỏi vậy sao? Em thật giỏi quá. Hai tám tuổi rồi, chắc là em đã tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Chị chúc em có thể ở bên người mình yêu bạc đầu giai lão, mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Tiểu Phương Ninh nhà mình 30 tuổi rồi. 30 tuổi rồi, năm thứ 30 của cuộc đời. Có con rồi. Chị mong là em có thể đối xử với bé con thật tốt, cho đứa nhỏ một gia đình hạnh phúc. Không muốn trẻ con phiền phức lắm. Thực ra trong đời chị, ước mơ của đời chị cũng đơn giản lắm. Trước 30 tuổi có một gia đình, một đứa bé và cả nhãn hiệu đồ gia dụng thuộc về riêng mình. Em cũng biết sao, chị nói bao nhiêu lần rồi. Nếu chuyện này đối với chị mà nói cũng đâu phải chuyện gì khó. Chắc chắn là chị sẽ làm được thôi. Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé. Chúng ta tiếp tục nào. Không muốn. Lộc Nguyệt, chị đi đây. Chị à, chị đừng đi mà. Chị à, tối nay chị ở nhà đi có được không? Em phải nhớ là chị vẫn luôn ở cạnh em, cùng em lớn lên. Chị à, em còn chưa ướt nữa mà. Em chưa ướt. Phương Linh, chị à, em có thể đừng ấu trĩ mãi như vậy được không? Lộc Nguyệt, con đứng lại cho ba. Ba, con tránh ra đi. Ba để chị ấy đi đi, con tránh ra. Mấy người còn không đuổi theo. Ba để chị ấy đi đi. Ba à, con. Thank you.
Phương Đinh. Phương Đinh à. Chị đáng tiếc, cuối cùng chị ấy không được như ý nguyện. Một tai nạn xe hủy đi tất cả. Sau đó năm nào em cũng nhận được một tấm postcard. Nó đến từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều đề tên Infinity. Em không biết là ai đã gửi cho em. Hình như nó vẫn luôn nhắc nhở em, đừng quên đi những nỗi đau đó. Đừng quên đi. Không được quên chị em. Cho nên em cứ như bị ma nhập, điên cuồng muốn hoàn thành ước nguyện của chị ấy. Nhưng mà như vậy thì đã sao chứ? Nếu chị ấy còn ở đây thì nhất định sẽ làm tốt hơn em. Phương Đinh, có lẽ chị của em không hề mong em trở thành người như chị ấy. Hai người từ đầu đến cuối đều không giống nhau, giống như đến từ hai thế giới khác nhau vậy. Đồ gia dụng hai người chọn cũng sẽ khác nhau. Cuộc đời của mỗi người lại càng khác biệt. Không có đúng sai, chỉ là trả nợ tâm nguyện thôi. Trả nợ tâm nguyện. Việc em gặp gỡ ai không tạo nên con người của em. Tự em đã quyết định mình sẽ trở thành một người như thế nào. Em chọn trở thành người mạnh mẽ. Phương Vũ rất may mắn vì vào thời điểm này lại gặp được một người chị mạnh mẽ. Đúng vậy. Cho nên em sẽ không phạm sai lầm như trước. Em muốn Phương Vũ nghe theo trái tim của mình, trở thành con người nó thực sự muốn trở thành. Nhưng mà Phương Đinh, em phải nhớ là đừng dùng cách tổn thương chính mình để trở nên lớn mạnh. Anh tình nguyện trở thành nguồn sức mạnh chống đỡ cho em. Lăng Duệ, cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, em cũng đều muốn chia sẻ cùng với anh. Em muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với anh. Cảm ơn anh. Mọi người xem này. Đúng vậy, không ngờ anh ấy lại ăn mặc như vậy. Thật không ngờ đấy, lại còn là bản nam. Lâm Kỳ. Dạ. Hôm nay giao bản kế hoạch triển lãm cho tôi. Được.
xem này. Mau xóa đi. Chuyện gì vậy? Không phải chuyện tấm hình đã được xử lý rồi sao? Đúng là đã đưa tiền rồi, nhưng tôi vừa tìm được phóng viên đó, anh ta bảo... Lộc tổng. Tổng giám đốc Lộc, hôm nay trên mạng lan truyền một số hình ảnh em trai cô giả gái lên sân khấu múa ba lê. Về chuyện này không biết là cô có suy nghĩ gì? Phóng viên họ quá đáng vậy? Tốt lắm mà, tôi cũng chẳng nghĩ gì. Còn gì nữa không? Vẫn chưa giống con gái lắm, vẫn cần luyện tập thêm. Tiểu Lộc tổng, tôi còn nghĩ hôm nay cô đồng ý tới buổi phỏng vấn của chúng tôi là vì muốn thanh minh hoặc phủ nhận tin đồn này chứ. Đó vốn dĩ chỉ là một vở ba lê bình thường. Còn về việc tại sao em trai tôi lại chọn nghề múa ba lê, thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy mọi người bàn tán. Lộc Phương Ninh, cô là một cô gái, tại sao cô không sinh con sớm đi? Tại sao ở nhà không biết làm việc nhà? Tại sao phải làm những việc mà đàn ông làm? Em trai tôi thích múa ba lê, bây giờ có cơ hội may mắn được tham gia vở kịch múa ba lê, tôi cảm thấy rất tốt. Tôi mừng cho cậu ấy. Trong mắt của người khác, hai chị em tôi cũng coi như là đảo lộn vị trí cho nhau. Nhưng mà tôi cảm thấy thực ra điều này cũng rất bình thường. Dù gì không có ai quy định đàn ông nên làm gì, phụ nữ nên làm gì, có phải không? Nói rất hay. Lộc tổng đúng là Lộc tổng. Lộc tổng xem ra cô cũng rất biết ăn nói. Lần sau cô hỏi tôi vẫn sẽ nói. Tôi không có gì muốn nói cả, bởi vì tôi hy vọng bất kỳ người nào, bất kỳ giới tính nào, làm bất cứ chuyện gì cũng không bị bàn tán, bị đánh giá. Một hôm bình thường giống như chuyện con người phải ăn cơm uống nước vậy. Vậy không biết chủ tịch Lộc cũng có suy nghĩ như vậy không? Tôi thấy cô hình như có ý khác thì phải. Cô nhất định là cảm thấy chủ tịch Lộc lớn tuổi rồi, tư tưởng cứng nhắc. Nhưng mà tôi muốn nói cho tất cả những người xem cuộc phỏng vấn này, chủ tịch Lộc rất sáng suốt. Ông ấy giống như tất cả mọi người của tập đoàn Lộc Minh vậy, tuyệt đối không can thiệp tự do cá nhân của mỗi người, cũng sẽ không thành kiến như sự lựa chọn nghề nghiệp của người khác. Tại sao cháu lại làm như vậy? Là cháu cố ý để cho phóng viên đó đăng ảnh lên phải không? Chuyện phỏng vấn cũng là cháu đã sắp xếp trước đúng không? Tại sao phải làm lớn chuyện thành ra như vậy? Simon, bây giờ tất cả đã công khai rồi, mọi người đều không phải che giấu nữa, không phải rất tốt sao? Hơn nữa cháu thấy dư luận trên mạng phản hồi rất tốt. Chúng ta không cần phải lo lắng vấn đề hình tượng của Lộc Minh, lại có thể tuyên truyền miễn phí cho chúng ta, là một xí nghiệp tinh thần tiến bộ cùng thời đại. Có vấn đề sao? Như vậy chỉ khiến cho mối quan hệ cha con của cháu và anh hai càng trở nên căng thẳng hơn thôi. Dàn xếp ổn thỏa từ từ quá giải, chẳng qua chỉ là cách để trốn tránh vấn đề mà thôi. Cháu không hề muốn chuyện năm đó sẽ lặp lại một lần nữa với Phương Vũ. Được. Vậy tại sao cháu không thảo luận với chú trước chứ? Chú từng nói với cháu, cháu phải tin tưởng chú, chú sẽ giải quyết tốt tất cả mọi chuyện. Cháu chỉ sợ cháu nói rồi chú sẽ có phản ứng như bây giờ nên mới không nói. Khó khăn lắm cháu mới đưa ra được quyết định dưới sự cổ vũ của Lăng Duệ. Cháu thà gây ý kiến của cậu ta cũng không muốn thảo luận với chú. Cậu ta vốn dĩ không hề biết chuyện của gia đình chúng ta trước đây đã xảy ra như thế nào, chuyện như thế nào. Cậu ta như vậy chỉ càng làm gia tăng sự mâu thuẫn giữa hai cha con cháu mà thôi. Simon, chuyện này không liên quan tới Lăng Duệ, là quyết định của bản thân cháu. Cháu hy vọng chú tôn trọng cháu, cũng tôn trọng tất cả quyết sách của cháu với thân phận là tổng giám đốc của công ty, được không? Đúng vậy,
đều nói Phương Vũ nhà chúng tôi nhảy rất tốt, cho nên người ta đặc biệt từ nước ngoài đến mời nó, chúng tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Lão Lộc sao? Lão Lộc nhất định là không nỡ. Dù sao cũng là một công ty lớn như vậy, tất cả mọi chuyện ông ấy đều phải trông chờ Phương Vũ giải quyết mà. Nhưng mà bây giờ thông tin liên lạc phát triển như vậy, Phương Vũ nhà chúng tôi lại thông minh, nhảy múa và làm ăn nhất định có thể làm tốt cả hai. Chỉ là hơi mệt một chút thôi. Phải. Được thôi, được thôi. Đến lúc đó nhất định sẽ mời cô đến xem. Tạm biệt. Đây là cuộc gọi thứ 12 trong 2 tiếng mà nhận được rồi. Được gọi tới đây chăm chọc mẹ. Cứ để họ xem, cùng lắm thì tặng một số vé cho bọn họ thôi. Con trai, mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Đây là một cơ hội. Cứ lấy lý do này xin lỗi ba con đi. Đẩy hết mọi việc cho Lộc Phương Đinh. Con không đi, có chết cũng không đi. Đã rõ ràng rồi, tin tức này, hình ảnh đều là cô ta tung ra. Đây chính là quỷ kế của Lộc Phương Đinh. Cô ta cho rằng như vậy có thể đuổi con ra khỏi tập đoàn Lộc Minh. Mẹ, mẹ là biên kịch sao? Rõ ràng chị đang giúp con, sao mẹ có thể đảo lộn trắng đen chứ? Cô ta giúp con à? Con bị cô ta tẩy não rồi sao? Con đã thương lượng với chị từ trước, đây là quyết định của bản thân con. Con chỉ có thể làm vậy, ba mới không ngăn con tiếp tục nhảy múa thôi. Con còn quá trẻ, quá đơn thuần, quá dễ bị gạt. Bây giờ Lộc Phương Ninh chính là muốn giành được sự tin tưởng của con, để đuổi con ra khỏi Lộc Minh đấy. Con trai, chỉ có mẹ mới là người thực sự quan tâm con. Mẹ, từ lúc 10 tuổi con đã bắt đầu muốn học múa ba lê. Mẹ là người đầu tiên không đồng ý. Mỗi lần mẹ đánh con, mỗi lần mẹ mắng con, mẹ nói tất cả những điều này đều là muốn tốt cho con. Sở dĩ con luôn che giấu mọi người không phải là bởi vì ba mà là bởi vì mẹ. Lần này mẹ không thể đứng về phía con một lần sao? Không thể. Chuyện gì mẹ cũng có thể nghe theo con, nhưng chỉ có chuyện này tuyệt đối không thể. Không bao giờ được. Con vẫn còn quá trẻ, sẽ có một ngày con hiểu rõ tại sao mẹ làm như vậy. Mẹ sẽ không để cho bất kỳ ai giành lấy được thứ vốn thuộc về con. Mẹ sẽ bảo vệ tốt cho con. Bên vũ đoàn liên hệ xong rồi. Lát nữa chị có cuộc họp quan trọng, không thể đưa cậu tới sân bay được. Một mình ở nước ngoài, chăm sóc tốt cho bản thân, cẩn thận một chút. Chị đột nhiên như vậy, em cảm thấy không quen. Đồ ngốc này. Vậy em đi đây. Đi đi. Chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Có chuyện gì thì gọi điện cho chị. Đi đi. Mau cút đi. Chị à, nhớ ra nước ngoài thăm em đấy. Qua bên đó đừng chỉ lo chơi thôi. Alo, Lộc Tổng. Có thể là thiếu gia ra sân bay. Lộc Tổng nhỏ cũng ở đây, có cần ngăn lại không? Cứ để nó đi đi.
phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đâu, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu. Chị à, ngày nào đi làm cũng chỉ bắt cá. Bây giờ cậu muốn tôi ra tiền vé máy bay cho cậu, tôi ra tiền xe cho cậu, tôi lo tiền học phí sao? Qua đó học tốt cho tôi, nhảy cho tốt vào nghe thấy chưa? Trả hết tất cả số tiền đã nợ tôi biết chưa? Mau đi đi. Em biết rồi. Anh Nhĩ Phạm, tôi bay đi rồi, nhưng mà tôi nhớ kỹ rồi. Hối hận, không cam tâm là chuyện tệ hơn sợ hãi gấp trăm ngàn lần. Chúc anh năm nay sống sót qua sự tàn phá của chị tôi. Tiếp theo đây tôi sẽ chia sẻ với mọi người động thái mới nhất của tôi. Trước đây không phải tôi đã trải qua một cuộc thất tình sao? Bây giờ tất cả đều ổn, bởi vì tôi có cái này. Nhìn thấy không? Tuy bây giờ anh ấy vì nguyên nhân bất đắc dĩ không thể đến với tôi, nhưng anh ấy đã đưa cho tôi thẻ bài tình yêu rồi. Bây giờ tôi là number one, danh chính ngôn thuận trong lòng của anh ấy. Đường Bình Bình, mau qua đây. Qua đây. Livestream hôm nay đến đây thôi. Thả tim. Lạc Duy, đến là đến rồi. Mình tìm Lộc tổng chụp tấm hình chắc không quá đáng nhỉ? Không biết xấu hổ, vốn không ai bằng Mơ Mộng Hảo Quyền mặt dày mày dạn. Từ dựng chuyên ngành của cô rộng quá nhỉ? Hình như cháu quen chủ nhân của bút ghi âm này. Có gì cháu trả cô ấy. Tư Vũ, bút ghi âm của em đưa anh mượn một lát đi. Đợi một chút. Này, anh cần bút ghi âm để làm gì? Công việc cần thôi. Được rồi, cảm ơn em. Lộc tổng, đây là sơ đồ hiện trường buổi họp báo của chúng ta. Chỗ này là lối vào, đặt logo nhãn hiệu bắt mắt và sổ tay quảng cáo. Ở giữa là sân khấu chính. Vì phòng triển lãm của chúng ta là kiểu không có cột trụ, cho nên chúng ta phối hợp phong cách đơn giản hiện đại của Infinity, dựng một màn hình lớn và ba bục tròn tạo thành sân khấu chính. Không phải tôi nói toàn hội trường đều phải dùng nội thất của Infinity sao? Sân khấu này là sao? Cái này, đây chính là bộ phát biểu sân khấu bình thường. Vì vậy tôi mới hỏi tại sao lại có bộ phát biểu bình thường này. Nhưng mà Lộc tổng, trong sản phẩm mới của Infinity không có bàn cao như vậy. Nếu không có, không biết đi tìm sản phẩm của dòng để ghép sao? Nếu các người không thể ghép, không biết tìm người ở bộ phận khác ghép giùm sao? Dân, đã xác nhận danh sách khách mời tham dự chưa? Xác nhận rồi. Còn hai đơn vị chưa có câu trả lời. Cần bao nhiêu thời gian? Đối phương nói trước 10 giờ tối. Tại sao lại lâu như vậy? Nếu họ không đến, hàng ghế đầu sẽ bị trống hai chỗ. Các người đừng nói với tôi tìm đại hai người ngồi ở hàng đầu cho phóng viên chụp. Nhưng mà đối phương trước giờ tan ca hôm nay, nếu họ không đến thì đổi người đi. Dân. Lộc tổng à, cô thấy có cần nghỉ 10 phút không? Nghỉ 10 phút đi. Đi thôi, đi thôi.
Đang xem gì vậy? Sao hôm nay anh về sớm thế? Em đang xem lịch trình cụ thể của buổi họp báo ngày mai. Em xem lại một lần nữa. Đã xem mấy lần rồi? 15 hay 16 gì đó. Không nhớ nữa. Anh cũng biết Infinity quan trọng thế nào đối với em và chị của em. Em có khoảng Một chút căng thẳng. Chỉ một chút thôi. Cỡ này. Được rồi. Cỡ này. Nhiều cỡ này. Phương Đinh à, em nhắm mắt lại đi. Hít thở sâu. Bây giờ từ từ thở ra. Phương Đinh, sao? Đây là quà sinh nhật em tặng chị mình. Quà sinh nhật sẽ không có sai đâu. Song song với việc dốc sức chuẩn bị, tâm ý sẽ được gửi đến. Tâm ý của em mạnh mẽ như vậy, nhất định là sẽ thành công. Trần tổng xin mời bên này. Xin chào, cảm ơn. Mời vào trong. Xin mời vào. Vậy lát nữa nói sao? Xin mời bên này. Cảm ơn. Xin chào, xin chào. Dạ xin chào, mời vào trong. Cô ở đây trong chừng nhé, tôi qua đó xem thử. Dạ được. Tôn tổng, bà Tôn. Infinity, chị à, đây là sự bù đắp tâm ý mà chị dành cho em, cũng là quà em tặng cho chị. Làm con mình mất hết thể diện, tự mình ở đây ra dễ dễ dàng. Đừng mang tâm trạng ở nhà đưa đến đây. Nhớ kỹ, hôm nay phải an phận một chút, có hiểu chưa? Bà mẹ già như em thì có thể làm được gì? Có bà mẹ già nào ăn mặc giống như em không? Em là trưởng bối, phải có dáng vẻ của trưởng bối. Mỉm cười đi. Em đi đâu vậy? Đi vệ sinh. Lộc tổng, đây là bút ghi âm mà anh cần. Nội dung đã được khôi phục rồi. Được chất giả rồi. Tôi nói anh biết, cho dù chỉ là cuộc hôn nhân duy trì một năm, đó cũng là hôn lễ của Lộc Phương Ninh tôi. Lăng Duệ ơi, làm gì vậy? Lăng Duệ, 4 triệu, hôn nhân 1 năm. Anh cũng biết làm ăn quá nhỉ. Lộc Diệt Kiêu, anh nghe tôi giải thích đi, giải thích con khỉ. Thế nào, dám làm không dám nhận sao?
Tôi nói anh biết, cho dù chỉ là cuộc hôn nhân duy trì một năm thì đó cũng là hôn lễ của Lộc Phương Ninh tôi. Nghe rõ chưa? Còn nữa, thầy bác sĩ của Đường Bình là chuyện thế nào? Anh làm Phương Ninh đau lòng, buồn bã vì anh tự mình còn dụ dỗ người phụ nữ khác. Lộc Diệt Nghiêu, chuyện này có hiểu lầm, đừng nói những thứ nhảm với tôi. Tôi cho anh biết, tôi từng nói không để bất cứ ai làm hại Phương Ninh. Bà Lộc à, bà làm gì vậy? Tôi... Alo, tín hiệu không tốt. Anh nói đi. Hai người đang... bút ghi âm của mình. Lộc Diệt Nghiêu, anh... Phương Ninh, phía dì Dương xảy ra chút vấn đề. Dương Nghi, bà ấy lại muốn giở trò gì? Bà ấy đã biết nguyên nhân kết hôn lúc đó của chúng ta, sau đó đi mất rồi. Thái Tử Vũ không tìm thấy dễ ở hội trường. Sao bà ấy lại biết? Là do Lộc Diệt Nghiêu khi nãy. Em biết rồi. Vỗ tay chúc mừng thương hiệu nội thất mới nhất dưới trướng tập đoàn Lộc Minh Infinity hôm nay chính thức ra mắt. Cái gì khách mời các chị phóng viên, tin chắc mọi người đã biết Infinity là thương hiệu trẻ cho tổng giám đốc tập đoàn Lộc Minh của Lộc Phương Ninh chính tay thành lập nên. Nhờ vào Lộc. Bà ta là ai vậy? Bà Lộc, bà ta lên đó làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Bà Dương Nghi, xin mời bà. Đây là chuyện gì chứ? Không biết nữa, sắp xếp gì kỳ lạ quá.